bật đèn mà lát đi cho sáng tối xét này đây 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 rồi. Ui thì chó cả con nhá, ui chặt bắn hết ra ngoài rồi. Vọt hết ra ngoài này chết. Ui giời. Đây anh em chó đúng cả con luôn này, này luộc cả con đầu nhìn nguyên đầu chưa? Đấy. Phanh chó có quay mà, nhá. Có mất 4 cái chân trí cho linh rồi. Thôi Hoàng nhìn chưa? Chó đúng chặt cả con nhìn đầu chưa? Phi hẳn vào người luôn. Đấy. Đây mâm chó độc chặt bày ra mâm đi. Này chết. Nóng được này chó độc chặt là con. Cơ có thỉnh thoảng có một hai con này được chặt được. Bắt con rồi. Bắt rồi. Đi bố thằng Thúy Sành nó đuổi chó, nó đập chó xong tím nó đuổi cả khu vườn trong con chó. Mình kinh chạy mất ngay. Con kia nó cho mình nó mất. Hai con bằng nhau. Thì mất một con rồi. Không về. Tí nó về giờ nó kinh. Chắc nó nằm ở nhà ai thôi. Cho vào trong túi ấy. Đầu bỏ lại. Đầu bỏ lại. Đầu bỏ lại mai còn được. Mai còn chén. Rồi, cuối tháng rồi đừng để. Không, không về hôm mùng 5. Nhưng đã... Ô chào anh em Dương nhá. Bố chó chặt cả con đây em ạ. Địt bố mà xay lại lướt khớt hết. Nhìn chưa? Ui giời. Chặt bồm bộp bộp này sống gì. Ui giời. Sao con chó không? Chào 400 anh em đang xem nhá. Tí lên mì nào. Vào việc đi. Địt bố tiền đang hết người đây. Một chó lại còn một mèo cơ chứ. Đặt chó mèo có đầy đủ. Mèo chặt trước rồi. Ui giời địt mèo này nhà biết nó làm gì mà gì gớm này. Anh này quân mượn máy mềm đi. Có đục được lỗ đây đâu. Không đục được. Vào việc em à. Trường kéo mượn. À từ từ hoàn vào đấy. Đục ở đâu mà. Làm cái máy vi tính máy nhanh nha. Tính chuyển sang rồi. Hả? Chuyển nghe em rồi. Thế bên đấy có làm à? Bên này nó làm cái đầu thôi. À. À làm gì khác? Làm con đoạn đầu. Nhưng giờ đông người chưa? Hả? À, đầu gì nó nào làm gì khác rồi. Hôm nay anh dạy thằng béo sửa máy cũng được. Chọc à, chạch tí nó buồn. À trước nó vừa bỏ học rồi. Ừ nó chọc rồi nhưng mà nó... Nhưng mà bỏ kiếm nó không kiếm. Ừ kiếm mệt. Kiếm dạ này đây. Kiếm làm cái gì? Béo. Chó chặt cứ bùm bộp bộp kinh. Chào 700 anh em đang xem nhá. Đây. Vào việc đi. À. Đặt mệt lắm. Cô quyết mấy đứa nó xuống rồi. Quyết mấy đứa cho sang làm béo. Kia mà thì nó gì mà. Trong mình ở đấy nó gì hỏng linh tinh anh này có nhà. Sĩ em đang ở đâu ơi? Sĩ sang đi. Sang đi, sang đi. Ô, chặt tầm mầm mầm này mà không nghe gì à. Chặt thớt còn đất tầm gần đất làm đôi rồi này. Chặt bộp bộp bộp. Kình chặt nguyên con chó sợ. Ui giời. Hết sao được. Ok, sang đi vào việc đi. Đó đi xe vào cửa. Kinh thật sợ. Chó mang cả con này. Nhưng mà chính xác ra chó thì phải một lửa lọc, lửa chặt cơ. Nhưng bây giờ toàn chơi chặt sấn này. Chặt sấn này khó ăn lắm. Nó to đây. Nhưng mà nó ngọt thôi. Nó ướt. Chặt sấn này đấy là ăn còn... ăn cái lọc cái thì nó khô. Chặt chặt một bộp bộp. Xem chặt. Mày. Trời toàn chó toàn chặt một mâm mì. Ui giời. Này thì sống gì. Xài hết. Chạy tứ nhá.
Chó độc chơi chặt cả con đây ạ. Cái chỗ ngay cái đoạn